giờ luôn chứ dương ra không ra nó chửi nãy giờ luôn này, chuyên môn đi trễ nó nói nãy giờ đó, complain nãy giờ luôn rồi đó. Chạy cái lưng lên cho nó coi đi, bên trái có shop bar nè, bên phải có cái nhà hàng riêng. Nó cái chỗ đó đối diện cái đường nãy mình văng á, cái shop bar hả? Sonora, Bokai Bayo! And the two Hennessy's. Thank you very much. Ngày mai là thần bài chỗ tài, đúng không? Đây xe mình là lại đây giờ đi về nhà dưới luôn. Ngày mai buổi sáng chủ nhật á là mình chia tay là mấy giờ vậy? Chủ nhật á lái là dài nhất là 6 tiếng mấy đồng hồ á. Đúng rồi, em nghĩ mình nên chia tay sớm á. 12 giờ trưa đó. 12 giờ trưa mà chia tay là thảm sầu á. Tôi giờ hay á. Hay á. Ai có quy giá này ta ngộ ta. Ai chưa biết là giờ biết rồi không bị giá nó no, no, có chia đặt cái giá bảo tối hả, nó còn thức làm việc mà nó mang cái dành rồi bảo không ông Luân này kỳ quá, ông phải giá không phải giá tối nào nó còn làm thức vậy làm việc mà có được rồi phải tiếp nó được gì được rồi cũng được đó cắt đi kỳ sáu nói gì còn mấy ngày nữa bảo ơi bảo này khó tính đấy nha. Ông tôi trong mày gai tức làm việc bằng bảo nên gọi là gì á, kiểm soát này. Em gọi. 20 đồng 10 đồng shop. Cái kia anh bảo. Bên đây ăn sáng cái gì đây hả? Gì sáng cái gì đây nha. Có phiếu ăn sáng không ta? Đâu cần hả? Nó có đưa phiếu mà cũng kia.